Chào các em học sinh thân mến. Chúng ta đã tìm hiểu về cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga thắng lợi đã lật đổ chính phủ lâm thời tư sản. Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng một chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về công cuộc xây dựng chế độ mới ở Liên Xô qua bài mới này hôm nay các em nhé. Mời các em chúng ta cùng tìm hiểu bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1921 đến năm 1925. Bài hôm nay sẽ có những phần la mã sau. Thứ nhất, chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1921 đến năm 1925. Thứ hai là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941. Cách mạng tháng 10 Nga như một tấm gương sáng cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. Giai cấp công nhân ở các nước tư bản trên thế giới đều mong muốn thực hiện một cuộc cách mạng như cách mạng tháng 10 Nga ngay trên đất nước của mình. Chính vì thế mà các nước tư bản rất khó chịu và căm ghét nước Nga Xô Viết. Năm 1918, quân đội 14 nước đế quốc là Anh, Pháp, Nhật, Mỹ đã cấu kết với bọn phản động trong nước tấn công vũ trang vào nước Nga Xô Viết. Trong suốt 3 năm, từ năm 1918 đến năm 1920, nước Nga đã tiến hành cuộc chiến tranh cách mạng chống thù trong giặc ngoài, trong những điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ. Và đến năm 1920, với sự nỗ lực của toàn đảng và toàn dân nước Nga Xô Viết, Hồng quân đã đánh tan ngoại xâm và nội phản. Nhà nước Xô Viết được bảo vệ và giữ vững và bắt đầu công cuộc khôi phục kinh tế. Chúng ta đi vào phần 1 La Mã để tìm hiểu về chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế từ năm 1921 đến năm 1925. Thì sau khi chiến thắng ngoại xâm và bọn phản động trong nước, thì năm 1921, nước Nga Xô Viết bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem nước Nga Xô Viết bắt đầu xây dựng đất nước trong hoàn cảnh như thế nào. Thì trong phần 1 La Mã này, chúng ta sẽ có hai phần nhỏ. Một là tình hình nước Nga sau chiến tranh, hai là chính sách kinh tế mới. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nước Nga Xô Viết xây dựng đất nước trong hoàn cảnh như thế nào. Phần này, các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 83 nhé. Như vậy là sau 7 năm chiến tranh, từ năm 1914 đến năm 1921, thì chiến tranh đã tàn phá nặng nề nền kinh tế của nước Nga. Đến năm 1920 thì sản lượng nông nghiệp chỉ bằng 1/2 so với trước chiến tranh, còn sản lượng công nghiệp thì chỉ còn 1/7. Bên cạnh đấy, nhiều vùng lâm vào dịch bệnh và nạn đói trầm trọng. Bọn phản cách mạng ở trong nước điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi.
tình hình nước Nga vô cùng khó khăn. Đây là bức áp phích trong sách giáo khoa các em cũng có, trang 83. Bức áp phích này có cái lời là chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh. Đây là một bức tranh của một họa sĩ vô danh được phổ biến rộng rãi ở nước Nga trong năm 1921. Bức tranh này, phía bên phải của bức tranh là ghi lại hình ảnh kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh như là đói rét, các nhà máy, công xưởng bị tàn phá, bạo loạn ở nhiều nơi. Phía bên trái là hình ảnh những người công nhân, nông dân, chiến sĩ, tay búa tay rìu, quyết tâm tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh, quyết tâm xây dựng lại đất nước. Thì trước tình hình khó khăn đó, đảng Bolshevik đã làm gì? Vào tháng 3 năm 1921, đảng Bolshevik quyết định thực hiện chính sách kinh tế mới, viết tắt theo tiếng Nga là NEP, do Lenin khởi xướng. Thì chính sách kinh tế mới có nội dung chủ yếu nào? Chính sách kinh tế mới có những nội dung chủ yếu là nhà nước sẽ bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng chế độ thu thuế lương thực. Chế độ thu thuế lương thực là có nghĩa là sau khi người nông dân đã sử dụng số còn dư thừa có quyền bán ra thị trường bên ngoài để có thêm thu thêm lợi nhuận cho mình. Thứ hai là thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ và khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga. Vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu về những nội dung chính của chính sách kinh tế mới. Chính sách kinh tế mới đã có tác động như thế nào đến tình hình của nước Nga? Thì nhờ có chính sách kinh tế mới, thì nông nghiệp và các ngành kinh tế khác đã được phục hồi và phát triển nhanh chóng. Đời sống nhân dân được cải thiện hơn trước. Và đến năm 1925, thì sản xuất công nông nghiệp đạt mức sắp xỉ trước chiến tranh. Đây là hình ảnh công nhân làm việc trong xí nghiệp ở Nga thời kỳ chính sách kinh tế mới. Và sự thay đổi lớn nhất liên quan đến nông nghiệp đó chính là chính sách kinh tế mới cho phép người nông dân bán cái sản lượng dư ra thị trường tự do. Điều này, các em biết là nó có tác dụng khích lệ người nông dân, làm cho người nông dân hăng say làm việc, nâng cao sản xuất. Kết quả là từ chỗ khan hiếm lương thực, nước Nga Xô Viết đã trở thành nhà sản xuất lúa gạo lớn nhất thế giới. Như vậy là chúng ta thấy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga gặp rất nhiều những khó khăn. Vì vậy, để bảo vệ đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi các dân tộc trên đất nước Xô Viết phải liên minh khăng khít và giúp nhau nhiều hơn nữa về mọi mặt. Từ yêu cầu đó mà tháng 12 năm 1922, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, gọi tắt là Liên Xô, được thành lập trên cơ sở tự nguyện của bốn nước Cộng hòa đầu tiên tham gia, đó là nước Nga, Belarusia, Ukraine và Ngoại Caucasia. Thì từ năm 1922 đến năm 1940, có thêm 11 nước Cộng hòa khác gia nhập Liên Xô, và nâng tổng số của
Liên Xô lên là 15 nước các em nhé. Vậy thì từ tháng 12 năm 1922, chúng ta sẽ gọi tên nước Nga là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết và gọi tắt là Liên Xô, các em nhớ nhé. Bây giờ cô mời các em viết bài. Các em lưu ý phần nào mà có hình người tuyết là cái slide đó sẽ là like viết bài các em nhé. Các em có thể dừng video để viết bài cho thuận lợi hơn. Vậy thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần hai La Mã. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hoàn cảnh, kế hoạch thực hiện và thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô các em nhé. Trước hết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về hoàn cảnh Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh như thế nào. Phần này các em theo dõi sách giáo khoa trang 84. Thì mặc dù Liên Xô đã khôi phục kinh tế, nhưng Liên Xô vẫn là một nước nông nghiệp lạc hậu so với các nước tư bản khác. Nông nghiệp lúc này chỉ chiếm có 2 phần 3 tổng sản lượng, tổng sản phẩm quốc dân, máy móc thì phải nhập từ nước ngoài. Chính vì vậy, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Thì những ngành công nghiệp nặng, các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 84 đoạn chữ nhỏ nhé. Các em sẽ đọc sách giáo khoa trang 84. Cùng với nhiệm vụ công nghiệp hóa, nhân dân Liên Xô còn phải tiến hành cải tạo nền nông nghiệp, thành lập các nông trang tập thể để kêu gọi đông đảo nông dân tham gia. Vậy thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô được thực hiện bằng những phương cách nào? Những phương cách để thực hiện chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, các em sẽ theo dõi sách giáo khoa trang 85. Thì Liên Xô thực hiện các biện pháp là thực hiện các kế hoạch 5 năm. Các kế hoạch 5 năm thì mỗi kế hoạch 5 năm đều có những mục tiêu kinh tế, xã hội cụ thể để đánh dấu từng bước đi lên của chủ nghĩa xã hội của nhân dân Liên Xô. Thì kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1928 đến năm 1932 và kế hoạch 5 năm lần thứ hai là từ năm 1933 đến năm 1937. Hai kế hoạch 5 năm này đều hoàn thành trước thời hạn. Còn về thành tựu thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì? Như Lenin đã nói, chỉ khi nào đất nước chúng ta điện khí hóa, khi nào nền công nghiệp, nông nghiệp và vận tải đã đứng vững trên cơ sở kỹ thuật của đại công nghiệp hiện đại, thì lúc đó chúng ta mới có thể đạt được những thắng lợi hoàn toàn. Từ cái nhận định đó của Lenin thì con sông Dnieper là con sông lớn chảy qua Ukraine đã được xây dựng hàng loạt các nhà máy thủy điện và đã trở thành biểu tượng của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của Liên Xô, mà đầu tiên là nhà máy thủy điện Dnieper Rogets. Cô xin giới thiệu với các em nhà máy thủy điện Dnieper Rogets được xây dựng từ năm 1927 đến năm 1933 với công suất là 558 microwatt
tương đương với 558.000 kWh điện. Thì năm 1928, Liên Xô chỉ có 5 tỷ kWh điện, nhưng mà nhờ có nhiều cái nhà máy thủy điện như vậy thì đến năm 1932 thì Liên Xô đã có 36,2 tỷ kWh điện. Nhờ sự đóng góp của thủy điện mà sau kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là từ năm 1928 đến năm 1932, Liên Xô đã có được nền công nghiệp nặng với kỹ thuật tiên tiến, xây dựng được 1.500 xí nghiệp, chủ yếu là loại lớn và loại hiện đại. Đây là nhà máy liên hợp luyện kim Magnitogorsky được xây dựng trong những năm 1929-1934. Đã xây dựng được những nhà máy lớn như vậy thì phải được điện khí hóa đạt trình độ cao các em nhé. Đây là máy kéo ở một nông trang tập thể năm 1936. Và năm 1935, Liên Xô đã khởi công giai đoạn đầu tiên của tuyến tàu điện ngầm Moscow với tổng chiều dài là 11,2 km. Đấy là một công trình hiện đại thời bấy giờ và còn được sử dụng cho đến ngày nay. Đến năm 1937 thì sản lượng công nghiệp của Liên Xô đã chiếm 77,4% tổng sản phẩm kinh tế quốc dân và đã vượt lên đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm 14% toàn thế giới. Trong lịch sử, để trở thành một nước công nghiệp, nước Anh cần 200 năm, nước Mỹ cần 120 năm, Nhật Bản cần 40 năm. Trong khi đó, Liên Xô chỉ cần 18 năm để hoàn thành về cơ bản quá trình công nghiệp hóa của đất nước mình. Đây là một tốc độ công nghiệp nhanh nhất mà thế giới đã từng ghi nhận. Đó là chúng ta vừa tìm hiểu về thành tựu công nghiệp và nông nghiệp. Tiếp theo, thành tựu về văn hóa giáo dục. Về văn hóa giáo dục, Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn học nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ các em ạ. Còn về mặt xã hội thì lúc này các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ hoàn toàn, như là giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản. Chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân, nông dân và các tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa nắm chính quyền. Và từ năm 1937 thì Liên Xô tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3. Nhưng đến tháng 6 năm 1941, phát xít Đức đã tấn công Liên Xô. Nhân dân Liên Xô buộc phải ngừng công cuộc xây dựng đất nước để tiến hành cuộc chiến tranh giật nước vĩ đại. Phần cuộc chiến tranh chống phát xít chúng ta sẽ học ở bài sau các em nhé. Giờ cô mời các em chúng ta cùng nhau viết bài phần 2 La Mã. Các em thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em sẽ thực hiện phần hướng dẫn học tập.
Các em sẽ học bài 16 và chuẩn bị bài 17 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, phần 1 nhỏ 1 La Mã và phần 1 nhỏ 2 La Mã. Chúc các em cuối tuần vui vẻ nhé. Sau đây cô xin mời các em chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều đặc biệt của nước Nga. Mời các em. Các bạn biết nước Nga rộng lớn và có đa dạng cảnh quan sinh học. Tuy nhiên, Nga không chỉ là một đất nước rộng lớn mà còn chứa rất nhiều điều thú vị. Song không phải ai cũng biết. Và dưới đây chính là 13 điều cực kỳ thú vị về nước Nga mà có thể các bạn chưa biết. Nước Nga to hơn cả một hành tinh. Ai cũng biết nước Nga to lớn, nhưng to tới mức diện tích bề mặt là 17 triệu km². Diện tích này chiếm đến 1/9 bề mặt trái đất. Nước Nga còn lớn hơn nước Mỹ gấp 1,8 lần. Thậm chí, nếu so về diện tích, thì còn to hơn cả sao Dương Vương, với diện tích là 16,6 triệu km². Bên cạnh đó, Nga cũng là quốc gia có điều kiện địa lý khá khắc nghiệt, với 77% diện tích là băng lạnh. Nga có đến 9 múi giờ. Việt Nam đang sử dụng múi giờ là GMT cộng 7 và chỉ một múi giờ duy nhất. Còn đối với Nga thì con số lên đến 9. Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới. Do đó, quốc gia này có tới 9 múi giờ. Sự đa dạng về múi giờ đặc biệt này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế ở xứ sở Bạch Dương. Hồ Tiểu Thần Karachay ở nước Nga. Ngoài những cảnh quan xinh đẹp ra thì ít ai biết rằng hồ Karachay xinh đẹp lại là một trong những hồ nước tử thần. Các bạn chỉ cần đứng bên hồ là có thể thiệt mạng trong vòng 5 phút. Nước hồ thì trong xanh, tưởng chừng như êm đềm, nhưng trên thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều điều nguy hiểm. Nguyên nhân là do hồ Karachay nằm trong khu vực liên minh sản xuất Mayak, là một trong những cơ sở hạt nhân có mức độ rò rỉ phóng xạ cao nhất. Dân số ở nước Nga thì không cân bằng. Ngược lại với Việt Nam, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới, thì ở Nga, dân số Nga bị mất cân bằng giới tính, nữ nhiều hơn nam 11 triệu người. Dân số Nga cũng được công bố là giảm 6,6 triệu người kể từ năm 93 cho đến nay. Dành cho các bạn nào chưa biết, 6,6 triệu người, con số này tương đương với dân số bang Massachusetts của Mỹ. Và theo công bố, dân số của Nga là 144,4 triệu vào năm 2019 và được dự báo sẽ giảm thêm khoảng 10,7%, còn 126,6 triệu người vào năm 2050. Bia Nga và rượu vodka. Chắc ai cũng biết, rượu vodka là loại rượu vô cùng nổi tiếng ở Nga, thậm chí là nổi tiếng trên khắp thế giới. Lý giải tên gọi rượu vodka xuất phát từ voda, trong tiếng Nga có nghĩa là nước. Còn đối với bia thì cho tới năm 2011, chính phủ Nga mới công nhận rằng bia là đồ uống có cồn. Người Nga cũng uống rượu nhiều nhất thế giới. Bia cũng được tiêu thụ nhiều ở Nga. Trung bình, người Nga uống 279,5ml bia mỗi tuần. Tàu điện ngầm ở Moscow. Sự nhộn nhịp trong giao thông ở Nga cho thấy con số 9 triệu lượt khách đi tàu điện ngầm ở Moscow mỗi ngày, lớn hơn cả con số của London và New York cộng gộp lại. Hiện tại, nhà ga Park Boverdy là nhà ga tàu điện ngầm sâu nhất ở Moscow, tới 85 mét dưới lòng đất, còn nhà ga Vikino là nhà ga tàu điện ngầm đông đúc nhất ở thành phố Moscow. Hồ Baikal. Diện tích khổng lồ của nước Nga có sự đóng góp không ít của hồ Baikal ở Siberia của Nga. Đây là hồ lâu đời nhất trên thế giới và nó cũng chiếm 1/5 trữ lượng nước ngọt của toàn cầu. Đường sắt của Nga cũng dài nhất trên thế giới. Giao thông đường sắt của Nga cũng rất sôi động với kỷ lục đường sắt dài nhất thế giới. Tuyến đường sắt xuyên Siberia trải dài gần như trên khắp nước Nga với tổng chiều dài là 9.289 km. Và đây chính là tuyến đường sắt đơn dài nhất trên thế giới, bắt đầu từ Nga và sang tận châu Á. Phong tục treo thảm lên tường. Ở mỗi quốc gia đều có phong tục riêng, với người Nga thì thường là treo thảm lên tường. Thói quen treo thảm lên tường của người Nga bắt đầu từ quá khứ, khi mà tường nhà ở đây được làm rất mỏng, cho nên treo thảm trên tường sẽ giúp ngăn tiếng động từ nhà hàng xóm, hay là cách âm, tăng thêm tính riêng tư cho chủ nhà. Để rồi cũng sẽ bị đóng thuế. Thêm một sự thật thú vị về nước Nga nữa, đó là trước đây, vào thời cai trị của Peter Đại Đế, khoảng thế kỷ 16, thì bất cứ ai ở nước Nga mà để râu sẽ phải nộp thuế. Vì ngài Peter cho rằng, những nước phát triển, người ta sẽ thường không để râu, và ông sử dụng đó như một điều luật. Ông cũng cho rằng, để mọi người dân có vẻ ngoài sáng sủa nhất, vì thế ông đã đưa ra luật để con người luôn có mày râu sạch sẽ. Kỷ lục sinh nở 69 người con. Vào thế kỷ 18, một bà mẹ Nga mắng đẻ đã được cho rằng đã sinh ra 16 cặp sinh đôi, 7 lần sinh ba và 4 lần sinh bốn, tổng cộng là 69 người con trong vòng 40 năm cùng với một người chồng.
Danh tính của cặp vợ chồng nổi tiếng này, blog du lịch để trên màn hình để các bạn có thể tìm thêm thông tin nha. Bang Alaska của Mỹ từng là của Nga. Theo tài liệu ghi chép từ thế kỷ 19, Alaska từng là một trung tâm sầm uất của Nga. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1876, Nga đã bán Alaska cho Mỹ với giá khoảng 7,2 triệu đô la. Sau khi mua được Alaska, Mỹ đã kiếm lợi lớn từ nguồn mỏ vàng và khoáng sản có sẵn tại Alaska. Và đến 50 năm sau, thì Mỹ đã kiếm được số tiền gấp 100 lần số tiền bỏ ra. Và Alaska là bang có diện tích lớn nhất nước Mỹ, nhưng cũng có mật độ dân cư thưa thớt nhất. Tiếng Nga không phải là ngôn ngữ nói duy nhất. Với một quốc gia rộng lớn như Nga, thì ngôn ngữ phong phú cũng là điều dễ hiểu. Tiếng Nga tất nhiên không phải là ngôn ngữ nói duy nhất. Theo thống kê được công bố, có đến 35 ngôn ngữ chính thức tại các vùng miền khác nhau cùng với tiếng Nga. Có nhiều người Nga cũng phải ngạc nhiên về thực tế này. Các bạn có bất ngờ với con số này không? Và với 13 sự thật thú vị về nước Nga trên đây, các bạn thích thú với điều nào nhất? Hãy cho blog du lịch được biết nha. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên